Chào các bạn. Hôm nay thì gia đình của mình sẽ làm cái món ăn là hến xào sá ớt các quý vị. Để làm cái món hến xào sá ớt thì ở đây mình có 200g hến mình đã mua về rồi, mình rửa sạch ha, mình vắt nước thật là khô ráo luôn là quý vị. Nó như thế này ha, là 200g. Và ở đây là mình ăn sả hơi nhiều ha. Đây là sả nhà trồng nên là mình mới hái vô nè. Ở đây mình có 6 bề bụi tép sả luôn nha quý vị. Đây còn sả rất là non nè. Sả này là mình mới cắt vào. Và 3 trái ớt và 1 củ hành tím. Và để cho cái món xào sả ớt của chúng ta nó có vị mặn mặn hoặc có gì, thì ở đây mình sử dụng là 2 muỗng canh lớn nước mắm ha. Và ở đây là 4 muỗng đường, rồi thêm một ít hạt bột ngọt nữa ha quý vị. Đây nè, rồi bây giờ mình sẽ sắc sả ha. Sả mình sắc ra, mình không có bầm nha, mình đem đi xay ha quý vị. Mình xay ớt với hành chung luôn. Ở đây mình sắc, mình chuẩn bị cái cối ha, mình sắc mình để trực tiếp vào cho cái cối xay luôn. Mình xay lên để cho nó nhanh đó quý vị, thì nó mịn nữa. Thì mình xay lên mình không có sắc nó mỏng nha, mình bữa khúc không à, mình sắc nó hơi dày là hay cái gì đó, hơi dày như thế này ha. Rồi tiếp tục thì mình sắc hết ha cái gì. Sau khi mình xay xong hết sả và hỗn hợp của mình chuẩn bị rồi, mình chuẩn bị cái nồi lên ha, để dầu vô mình xấy lại ha quý vị. Cái mình xay cái hỗn hợp như thế này. Nó rất là mịn luôn á quý vị. Đây là mình để vào. Mình để vào mình xào này cho nó vàng nha quý vị. Mọi lửa lớn nha. Rất là thơm. Sả chúng ta cháy lên rất là thơm. Nó chưa vàng nhưng mà nó rất là thơm rồi quý vị. Sau khi cái vị thơm và sả nè, nó chưa vào tới thôi, cái gì định để nhà khác ha. Rồi mình để hến nè. Mình cho đường lên là cho nó thấm hơn gì. Tiếp theo mình để hết phần nước mắm mình đã chuẩn bị vào. Rồi mình để hết phần hộp vào. Được, để hết vào luôn. Cái này hến của chúng ta nó có màu trắng nha quý vị. Nhưng mình để thêm một ít nước màu vào nữa ha. Để cho nó có màu đẹp. Cái màu nó ăn không bị ngán. Rồi mình đảo đều lên, mình trộn cho cái hỗn hợp này nó vào. Bớt cho muối, thêm chanh hoặc là hạnh gì nữa thôi quý vị, để cho nó giả bớt cái mùi tanh đó. Và quý vị sơn như thế này đến khi hến chúng ta khô lại là được ha.
thơm á. Sả hến này cái vị này ăn cay thì đại ớt nhiều vô ha. Bạn nào không thích xay ớt ấy thì mình cắt thanh thanh đại vô hoặc là đại nguyên trái nha chị. Hồi nãy mình không có xay ớt nha, lát nữa mình đại ớt nguyên trái thôi. Để mình cắn ra nó đi. Hến này mình luộc thì nó cũng đã chín hẳn rồi, nên mình xào cũng rất là nhanh. Mình chỉ cần xào thôi, hến này khô lại là được. Nào nữa nha, mình thấy nó nhạt nhạt nào. Nào này là gà trắng nha quý vị, mình có mua. Mình để thêm nước nào nó bớt nhạt nữa nha quý vị. Mình đi lại thêm cái vừa ăn kia nhé. Còn cái nhạc thì mình thấy nó lạc lạc để chứa nước. Sau khi mình để muối vào mình thấy nó vừa ăn mà nó gì, mình chỉ cần xào khô lại và mình tắt bếp thôi. Rất là thơm, tại mình bầm á cái vị, tại mình xay sả chứ xào hến này á cái vị bầm nó mới ngon nha. Đây mình xay mịn nha, như thế này thì bé nhỏ nó sẽ ăn được, còn mình bầm nó thì bé nó sẽ không có ăn được hết. Rồi mình đại ớt vào ha. Các bạn không để nguyên trái thì có thể cắt ớt ra quý vị. Nhưng mà mình làm cái này ăn theo cái khẩu vị của mình thôi. Nên quý vị tự điều chỉnh.
chỉnh cái vị cho mình ăn ha. Giờ hết nó sâu lại nè quý vị. Mình đã chia sẻ xong với quý vị và các bạn hến xào xá ớt cho nó. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip sau nha.